Đất sét Sóc Trăng, du khách không thể nào mà không mua được những đặc sản của bà con Sóc Trăng, do những bà con người Việt gốc Hoa làm từ xưa đến giờ, những món rất dân dã, tuy nhiên rất phù hợp với những cái món ăn hàng ngày của người Việt Nam, ví dụ như là xá bấu, củ cải muối, chao, cùng số các loại bánh làm từ cái vùng Sóc Trăng nổi tiếng. Thì đến chùa Đất Sét, quý vị hãy mua và thưởng thức, cũng như làm quà cho người thân ở gia đình, rất tuyệt vời.